nhưng mình phải tìm mọi cách để có thể ra được cái vòng tròn này. Ôi, làm sao để mình thoát ra khỏi cái vòng tròn này đây ta? Ở trong cái chỗ này mình nhảy không cao được các bạn à. Gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Cái giường này đang giấu giếm cái gì đây? Chúng ta có cái hầm bí ẩn à. Vào coi nào. Tìm cái nút. Chúng ta bị kẹt vào đây mà phải đi ra ngoài. Và bây giờ chúng ta cần phải tìm cái nút để có thể đi ra khỏi cái tầng này nữa các bạn à. Để coi coi ở đây có cái nút nào không. Cái nút sẽ có thể giấu đâu được ta. Nó có thể là hình cái cây, nó có thể là cái màu cục đá này, hay là màu của cái loại gỗ mình chưa biết được. Wow, ở đây có một cái khu cắm trại à. Nhưng mà cũng không có cái gì cả. Phải đi làm vòng tìm mới được. Đây rồi. Một cái nút. Wow, cái gì đây? Oh my god, nó vừa mới phá cái khu này hả? Xuống đây có gì nào? Bật hết tất cả những cái đèn ở trong này. Tầng tiếp theo có vẻ như chúng ta sẽ có cung tên, kiếm đồ các thứ nữa. Yeah. Thử nha, bắn lên trong đây coi nào. Anh ơi, đi ra anh ơi. Một con goblin này. Cái gì đây? Chúng ta có một cái mảnh da của nó và một cái thẻ nhãn ghi tên, còn một vòng lục bảo. Có vẻ như khi mình bắn những cái chỗ này thì nó sẽ cho một con quái vật xuất hiện thì phải. Ok, cái chỗ này đóng hơi nhanh nha. Mày hả với. Ok, thành công rồi. Bây giờ thì cái nào nữa ta? Trên đây. Dễ. Yeah. Ok, cũng không có gì luôn. Mình nghĩ ở trong cái lava này có một cái tấm bia các bạn ạ. Bắn thử coi. Yes. Đây rồi. Một con golem màu đen. Rất là nhỏ gọn luôn. Nó đầu quá. Đuôi, anh ơi. Từ từ thôi nào. Wow. Ok, hơi bị đáng sợ nha. Mình gặp con đó thêm một lần nữa có khi mình chết đây. Chúng ta có thể bắn ở đâu được nữa ta? Hình như còn phía trên này nè. Thấy rồi. Bắn qua trên đây. Ui, không kịp. Ok, mình phải canh đúng thời gian chuẩn nha. Mày ơi. Ôi. 3, 2, 1. Boom. Yes, đúng rồi. No. Con này thêm một lần nữa. Mình không muốn đánh con này. Một bóng rồi. Đánh mày nè con. Yeah. Nó mở một cái đường xuống đây rồi. Chạy ra khỏi chỗ này. Chạy ra đường này. Wow. Quỳ qua đó. Vừa mới ngẫm ở đây à. Giving up là sao? Bỏ cuộc hả? Ui. Cái cửa của mình đâu? Cái cửa ở đây đâu? No. Ở đây nó cho cái gì ta? Mình phải ấn vào đây thử coi nào. Bạn sẽ làm gì nếu các bạn muốn ra khỏi một căn phòng và ở đó có con Warden? Muốn ra khỏi căn phòng và có con Warden hả? Kiểu khi mà con Warden các bạn đi như thế này thì nó sao không nghe các bạn? Oh yeah. Đi từ từ. À, cầu thang đi xuống à. Ok, đi xuống. Ủa tại sao cái đường đi xuống này nó bị gì vậy? Nó đi vô hạn luôn hả? Nó ngay đây. Nếu mà bây giờ mình đi xuống như thế này, vậy là nãy giờ mình bị đi vòng vòng. Ok, cái chỗ này hơi bị căng. Tìm kiếm cái nút. Ui, quá trời cái nút vậy. Mình cần phải đặt cái nút vô mấy cái ô này hả? Ui, nó di chuyển hoài sao mình đặt. Vừa mới có một cái có thể đặt được ở đây mà. Có rồi. Yes, một cái. Còn quy tơ. Một máu rưỡi thôi, cho mình xin. Vì đây rất nhiều con quy thờ nó sẽ rơi ra các bạn ạ. Cái này hình như phải đặt vô cái màu xanh nước biển, mình nghĩ là như vậy. Đấy, yes. Hay quá. Ok, mày hả bưởi. Rồi, tìm cái chỗ xanh nước biển. Yep. Mình hiểu được quy tắc rồi đó. Mình cũng hiểu được sơ rồi đó các bạn ạ. Cái cục này. Yeah. Cái cục này sẽ là cho màu xanh lá cây. Cái chỗ màu xanh lá cây nằm đâu thì mình có thể đặt nó ở đó. Đặt đây. Yes. Hay quá. Ok, một máu rưỡi chúng ta có thể đánh thắng được con này luôn. Ui, màu xanh. Yes. Cầm cây cung ra. Bay nè. Tuyệt vời. Cái này là màu xanh đúng không? Đây. Rồi, đơn giản rồi đấy. Mày hả bưởi. Ui. Bơi gần rồi đó nha. Ok, một cái màu vàng đây nữa. Mày nè. Yeah. Vậy thì cái màu này sẽ là màu đỏ đúng không? Bắn mày nè con. Một cái cuối cùng. Đó, màu đó. Yep, bing, boom. Tuyệt vời. Con bé xong rồi này. Wow. Escape the maze. Bây giờ chúng ta đang bị kẹt ở trong một cái mê cung. Wow. Yes, táo vàng. Okay, ăn một xíu cho nó hồi lại một ít máu. Rồi mình sẽ ăn tiếp để nó đỡ phí nè. Ăn cái này thêm một lần nữa. Thuốc hồi phục 2 và thuốc hồi máu tức thì. Ê, cái này ngon nha. Tốt á. Ok, có một cái tầng ở dưới nữa. Cẩn thận một xíu. Vậy thì mình cần phải vào trong đây đúng không? Con phù thủy sao? Chết mày nè con. Quá là dễ dàng mà. Mấy con quái vật này hơi bị dễ với mình luôn á. Mình thấy có một cái phòng ở đây. Để mình đi qua bên đây luôn nè. Qua bên đây. Ta lại gặp mày rồi con phù thủy à. Nhưng mà mày tuổi tôm. Đây có gì không? Ở đây có gì không? Đi xuống dưới đây coi. Hello. Skeleton. Ui, mấy con này đỡ khiêng à. Mày ơi. Chết mày nè con. Dạ. Ui, nó còn đỡ được cái đòn đánh của mình nữa các bạn. Mày nè.
mày nè. Ở đây có cái đường đi xuống kìa, làm sao để mình vào trong đó được? Có vẻ là mình không có cái đường để đi vào đây các bạn ạ. Có khi nào có cái lỗ để mình rơi xuống đó không ta? Nó hướng bên này. Ok, đi qua bên này mình phải vào được cái phòng này. Ê, ở đằng đây nó có cái cửa. Vậy có nghĩa là sẽ có cái phòng để dẫn tới cái cửa này. Mình sẽ dần đi vào trong đây này, sau đó đi một vòng qua bên kia luôn các bạn ạ. Mở cửa này thêm một lần nữa. Ai chà, lại nấp à? Rồi ngon, mày thử ăn nó nè. Đó, đứng yên một chỗ luôn nè. Anh ơi, không đánh là chết mày đã có. Bùm, hơi non. Ok, đi xe. Mặc đồ vào. Đồ gì ở đây? Đồ Netherite à? Ok, chúng ta có thể đi xuống dưới đó một xíu. Ôi, sao cái rương này mình cảm giác nó là cái rương 7 vậy nè. Mở thử coi. Một cái khiên, một cái khiên. Ở đây ra. Wow, một cái rương giả thiệt. Wait, what? Mình cắn cái đầu của nó ra. cho mày chết. Ok, để biết được nào rương nào giả, rương nào thiệt thì mình có thể bắn cung nó như thế này để mình phát hiện. Oh no. Nó đánh xa và đau lắm nha. Ở đây thì sao? Giáp. Một cái giáp to, rất là hợp lý luôn á. Chúng ta coi đây có gì. Quần. Mặc cái quần vào và chỉ còn thiếu một đôi giày thôi. Đôi giày sẽ nằm ở đâu đấy? Đốt, không phải cái này. Mình khá chắc đôi giày ở gần con quái vật các bạn ạ. Cho mày chết này. Ui, con cái lên trên kia rồi. Con nó lên trên kia rồi. Yes, giày đây rồi. Yeah. Chúng ta có đồ Nether rồi. Ok, bây giờ chỉ cần hạ con này thôi là được. Chúng ta nóc ngay một quả táo vàng đi nào. Ui ôi. Đánh đầu nha. Chúng ta có thật sự không đau lắm mình nghĩ như vậy. Và một cái cửa mở xuống. Chúc may mắn sao? Oh no! Blackstone Golem. Chết rồi, một con Golem Netherite sao? Ok, chạy qua đây. Cẩn thận. Oh no. Nó tới chỗ mình gần hơn rồi. Ui, đánh nó. Ok, đỡ một cái. Đánh nó ngược lại một cái. Wow, nó đánh mình đâu mà sao mình đánh nó kỳ ấy. Ăn cái này vô thêm một lần nữa. Ôi, ôi. Ui, hồi máu liền. Hồi máu khẩn cấp luôn á. Ui, nó đi qua thiệt. Làm sao đi vào đây? Oh no. Hồi phục. Mình bị đánh chậm nữa. Là đào chậm ba không? Đánh tới mai luôn, mình cũng chưa giết nó nữa. Ôi ôi, chúng ta cần phải đánh xa đó các bạn ạ. Bắn cung từ xa ra nào. Cho mày chết chưa? Mình có thể sử dụng kỹ năng được của cái bộ giáp đó không? Oh, một cái kỹ năng kháng lửa. Rất là hay, để có thể di chuyển trong đây nha. Trời ơi, mày nhìn thế nào vậy? Ôi ôi, wow. Con Golem nó hóa xanh rồi. Dập. Nó di chuyển nhanh hơn hồi nãy nữa. Thôi là bộ giáp của mình có thể kháng lửa được 28 giây lận. Đây. Mày hay bưới. Cảm giác trận chiến này hơi căng rồi đó các bạn ạ. Con Blackstone này rất là mạnh. Bạn nào thấy nó mạnh không? Bình luận phía cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã ấn cho mình nút đăng ký. Tại vì mình đã đạt được 2 triệu người đăng ký rồi. Trong năm nay chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đạt được 3 triệu người đăng ký luôn nè các bạn ơi. Chỉ cần các bạn ấn đăng ký giúp mình là được. Ok. Và đồng thời những bạn nào xem video này đã coi được tới đoạn này rồi thì có thể bình luận số 1 cho mình biết nha. Ấn số 1 phía dưới. Đây có thể nói là mình sẽ chiến thắng con này các bạn ạ. Mặc dù rất là khó khăn nhưng mình vẫn đang cố gắng đây. Nó còn có cái hiệu ứng mà làm đói nữa các bạn ạ. Nên mình sẽ bị đói rất là nhiều. Mình nghĩ có thể đánh được. Thằng tạo vô. Nó gần chết rồi. Mình phải đẩy cho nó vô bờ. Mình là thằng mém chết thì có. Rồi cho nó vô đây. Hỏi cái này thêm lần nữa. Tự nhiên là vào luôn nè. Yes. Oh no. Nó có mấy con con này nó được cái châu rồi chứ làm được cái gì nữa. Mày một con và hai con. Yeah. Một cái cửa đã mở. Chúng ta có một cái mảnh Netherite. Oh my god. Tới thôi nào. Wow. Chúng ta đã chiến thắng rồi. Let's go. Mình đã có thể làm chủ được cái số này. Nhưng mà hình như mình vẫn chưa ra khỏi chỗ này được thì phải. Oh.